Trong 24 giờ vừa qua, David De Gea có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Đó không chỉ là vì sai lầm của anh khiến cho Man United phải nhận thất bại trước West Ham, mà còn cả tương lai của thủ thành này tại nhà hát của những giấc mơ. Dù là người gác đền có thành tích giữ sạch lưới nhiều nhất lịch sử Quỷ Đỏ, nhưng màn trình diễn thiếu ổn định ở mùa giải năm nay, cùng với đó là luôn bộc lộ những sai lầm cố hữu, đã khiến anh dần mất đi niềm tin trong mắt huấn luyện viên Erik Ten Hag. Tương lai của Thánh Tôn sẽ là chủ đề được bàn tán rất nhiều khi mùa giải đang đi đến hồi kết. Và liệu đội chủ sân Old Trafford có nên tiếp tục gắn bó với ngôi sao người Tây Ban Nha? Xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về câu chuyện này trong video ngày hôm nay. Man United vừa phải đón nhận thất bại thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng có 3 ngày sau khi phơi áo trên sân vận động Olympic của West Ham ở vòng 35 Premier League. Sai lầm đáng trách của David De Gea đã khiến đội nhà nhận phải bàn thua. Dù cho cú dứt điểm của Saïd Benrahma là tương đối đơn giản, nhưng pha đổ người quá chậm của cựu sao Atletico Madrid đã khiến anh trở thành gã hề trên đất London ở rạng sáng thứ hai vừa qua. Đây là lần thứ hai ở mùa giải năm nay Quỷ Đỏ phải nhận hai thất bại liên tiếp ở Premier League sau thành tích đáng quên ở hai vòng đấu đầu mùa trước Brighton và Brentford. Trận thua trước Búa Tạ cũng khiến cho đoàn quân của thầy 10 gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua vào top 4. Khi Liverpool bây giờ chỉ còn cách họ có đúng một điểm, dù The Kop đã thi đấu nhiều hơn một trận. Nhưng với phong độ hiện tại, nhiều người đang dần mất lòng tin nơi nửa đỏ thành Manchester. Cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội bóng đã mắc sai lầm chết người. Chính điều này phần nào đã khiến cho tâm lý của nhiều cầu thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhìn biểu cảm của Victor Lindelof cùng với Marcus Rashford, chúng ta có thể hiểu đó là họ tiếc nuối và thất vọng như thế nào sau bàn thua dễ dàng ấy. Hơn 10 năm qua, dẫu cho đội bóng có nhiều thăng trầm như thế nào đi chăng nữa, Thánh Tôn vẫn sừng sững trước khung gỗ với phong độ ổn định và nhiều lần cứu cho Man United khỏi những bàn thua trông thấy. Anh cũng được nhiều lần vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của câu lạc bộ, cũng đủ để chúng ta thấy rằng David De Gea đã gánh còng lưng hàng thủ của Quỷ Đỏ như thế nào. Và đến trận đấu với West Ham ở vòng 35 Premier League vừa qua, thủ thành người Tây Ban Nha đã vượt qua Alex Stepney để trở thành thủ môn thi đấu nhiều trận nhất cho đội chủ sân Old Trafford. Hiện De Gea đã có tổng cộng 540 lần ra sân cho Man United, vượt mốc 539 trận do Stepney thiết lập năm 1979. Tuy vậy, anh vẫn còn kém xa về thành tích ra sân của Ryan Giggs, cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất lịch sử cho câu lạc bộ với 963 lần. Ở mùa giải năm nay, ngôi sao sinh năm 1990 hiện đang dẫn đầu trong cuộc đua giành găng tay vàng ở Ngoại hạng Anh với 15 trận giữ sạch lưới sau 34 lần ra sân ở giải đấu cho đến thời điểm này. Nhiều hơn 2 trận so với đối thủ cạnh tranh Alisson Becker của Liverpool, Nick Pope của Newcastle và Aaron Ramsdale của Arsenal. Hợp đồng của Thánh Tôn sẽ đáo hạn vào mùa hè này, dù vẫn còn điều khoản kích hoạt thêm 1 năm từ Quỷ Đỏ. Theo tờ The Sun, David De Gea không chấp nhận mức giảm lương mỗi năm lên đến 9 triệu bảng theo yêu cầu của đội bóng. Ngôi sao 32 tuổi người Tây Ban Nha hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất đội chủ sân Old Trafford với mức lương lên đến 375.000 bảng một tuần. Chính điều này đã khiến cho ban lãnh đạo không chấp nhận kích hoạt điều khoản tự động gia hạn 1 năm mà muốn anh ký vào giao kèo mới, chấp nhận giảm lương để được ở lại câu lạc bộ. Tuy vậy thì những cuộc đàm phán cho đến thời điểm này vẫn diễn ra bế tắc. Và sau những màn trình diễn đáng quên thời gian qua, Man United đã không còn quá mặn mà trong việc giữ chân cựu thủ môn Atletico Madrid. Việc De Gea mắc lỗi nghiêm trọng như vậy là chuyện diễn ra như cơm bữa ở đội bóng. Theo thống kê của Opta, anh chính là cầu thủ mắc lỗi dẫn đến bàn thua nhiều nhất trên mọi đấu trường mùa này với 4 lần, bằng số lần của thủ thành Hugo Lloris bên phía Tottenham. Phạm sai lầm, rồi anh lại sửa sai bằng một màn trình diễn ấn tượng. Cứ thế mọi chuyện được bỏ qua và đâu lại vào đấy. Đó là lý do vì sao cho đến thời điểm này, Thánh Tôn vẫn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ, bất chấp sự thiếu ổn định của mình. Phải thừa nhận rằng ngôi sao sinh năm 1990 là thủ môn xuất sắc với khả năng phản xạ cứu thua ngoạn mục đến khó tin. Nhưng nhìn một cách tổng thể thì anh là một thủ thành lỗi thời, thậm chí có thể gọi là ao meta hoàn toàn, không còn phù hợp với bóng đá đương đại.
điển hình như cách anh xử lý không gian phía sau trung vệ, cũng như những đường truyền dành cho các đồng đội. Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại nhà hát của những giấc mơ, nhiều người cho rằng De Gea sẽ là nạn nhân của huấn luyện viên Erik ten Hag vì triết lý kiểm soát bóng cũng như áp đặt lối chơi mà ông theo đuổi. Điều này buộc trong đội hình phải luôn có một thủ môn chơi chân tốt để triển khai bóng từ tuyến dưới và sẵn sàng thoát pressing khi cần thiết. Tuy vậy thì với quá nhiều vị trí cần phải bổ sung nhân sự, chiến lược gia người Hà Lan đành tạm gác câu chuyện tìm kiếm một thủ môn mới và tiếp tục đặt niềm tin vào Thánh Tôn như nhiều năm qua. Dù De Gea đã 4 lần giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của Man United và 5 lần có tên trong đội hình xuất sắc nhất năm của PFA, nhưng những vinh quang trong quá khứ chẳng có ý nghĩa gì khi thầy 10 vạch ra lộ trình thành công cho tương lai. Trước đây, Pep Guardiola cũng đã từng đưa ra quyết định đầy táo bạo khi trở thành thuyền trưởng của Man City, đó là thẳng tay loại bỏ Joe Hart, công thần của đội bóng và là thủ thành số 1 của đội tuyển Anh. Ông quyết định lựa chọn một thủ môn chơi chân tốt hơn nên đã mang về Claudio Bravo của Barcelona trước khi hoàn tất thương vụ trong mơ với Ederson Moraes. Những câu lạc bộ gặt hái nhiều vinh quang trong vài năm gần đây như Real Madrid hay Liverpool đều sở hữu thủ môn xử lý bóng bằng chân rất tốt, đó là Thibaut Courtois và Alisson Becker. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ lại đi ngược xu thế đó. Họ vẫn luôn để De Gea sừng sững trước khung thành, dù cho anh vẫn phản xạ tốt như thường lệ. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp đội bóng tiến lên phía trước. Và cho đến khi huấn luyện viên Erik ten Hag lên nắm quyền, Thánh Tôn tỏ ra lóng ngóng mỗi khi xử lý bóng bằng chân, khiến cho lối chơi phát động từ tuyến dưới của nhà cầm quân 53 tuổi gặp nhiều khó khăn. Không những vậy, thủ thành người Tây Ban Nha còn mắc nhiều sai lầm tai hại, điển hình như là trước Sevilla ở tứ kết Europa League hay mới nhất là West Ham đêm qua. Nhiều bình luận chỉ trích từ người hâm mộ đã xuất hiện trên mạng xã hội sau trận đấu rạng sáng thứ hai vừa qua trên sân Olympic. Đa phần đều cho rằng đội chủ sân Old Trafford không nên gia hạn hợp đồng với De Gea sau những gì mà anh đã thể hiện trong thời gian qua. Nhưng chiến lược gia người Hà Lan đã có những chia sẻ tương đối bất ngờ trên BT Sport sau trận thua trước Búa Tạ. Sai lầm là một phần của bóng đá. Trong đội bóng này, bạn phải đối mặt với nó và cải thiện, bởi đây là môn thể thao đồng đội. Ở mùa bóng năm nay, De Gea đang là người giữ sạch lưới nhiều nhất, nhưng sai lầm có thể vẫn xảy ra, đó là bóng đá. Sai lầm xảy ra, nhưng với tư cách là một đội bóng, bạn phải đối phó với nó. Bạn phải thể hiện bản lĩnh, kiên cường và phục hồi, và đội bóng này sẽ làm được. Chúng tôi muốn cậu ấy ở lại và gia hạn hợp đồng. Cùng với huấn luyện viên Erik ten Hag, cả Christian Eriksen lẫn Bruno Fernandes đều lên tiếng bênh vực thủ thành sinh năm 1990. Cả hai đều cho rằng tài năng của Thánh Tôn đã giúp Man United đạt được thứ hạng như hiện tại. Và không chỉ vì một sai lầm nhỏ mà phủ sạch toàn bộ đóng góp của anh kể từ đầu mùa giải. Anh ấy là một trong những lý do khiến chúng tôi có được vị trí hiện tại. Anh ấy đã chứng minh điều đó hết lần này đến lần khác. Bất cứ ai cũng có thể có một trận đấu tồi hoặc một chút sai lầm. Chúng ta không nên tập trung vào mỗi sai lầm của De Gea. David De Gea đã cứu chúng tôi nhiều lần trong quá khứ. Anh ấy không cần chịu kết quả trận thua này. Đây có lẽ là một trong những mùa giải tồi tệ nhất của Man United về khả năng ghi bàn. Chúng tôi đã không tận dụng được cơ hội của mình. Người gác đền 32 tuổi có thể xuất sắc trong hơn nửa thập niên đầu chơi cho đội chủ sân Old Trafford. Nhưng kể từ vài ba mùa giải gần đây, thủ môn người Tây Ban Nha không còn duy trì phong độ như trước. Anh không chỉ tỏ ra lúng túng trong các tình huống xử lý bóng, mà đôi khi là còn không giữ được tâm lý ổn định trong nhiều trận đấu. Chẳng có bài học nào được rút ra từ De Gea sau những sai lầm tai hại kể từ đầu mùa. Tệ hơn, sai lầm đó có thể khiến công sức mùa giải của huấn luyện viên Erik ten Hag cùng với các học trò đổ sông đổ biển. Dẫu biết rằng, hàng công của Quỷ Đỏ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội. Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện ghi bàn, họ cần phải đảm bảo sự chắc chắn nơi phòng tuyến. Việc vắng mặt bộ đôi trung vệ số 1 tưởng chừng như là dấu chấm hết cho mùa giải của Man United. Nhưng cặp bài trùng Victor Lindelof cùng với Luke Shaw đã thi đấu rất tốt và phần nào đó mang đến sự yên tâm khi mà tất cả đều nghĩ về việc cán đích nhẹ nhàng của đội bóng thì cây đại thụ tại câu lạc bộ lại mắc những sai lầm nghiêm trọng. Cho đến giờ phút này, đội chủ sân Old Trafford vẫn tỏ ra đắn đo trong quyết định ký hợp đồng mới với Thánh Tôn. Đã đến lúc Quỷ Đỏ cần phải mạnh tay loại bỏ thủ thành người Tây Ban Nha như cái cách mà nhiều huấn luyện viên hàng đầu vẫn làm để đưa đội bóng đến một tầm cao mới.
Erik ten Hag có thể bảo vệ cậu học trò trước truyền thông, nhưng bản thân ông cũng thừa hiểu rằng nếu không loại bỏ cựu cầu thủ Atletico Madrid, Man United sẽ không thể triển khai lối chơi như ông mong muốn và những bài học suốt thời gian qua có nguy cơ lại tái hiện. David De Gea vẫn là huyền thoại của câu lạc bộ, đó là điều không thể phủ nhận. Có thể anh không có nhiều danh hiệu, nhưng thành tích giữ sạch lưới của anh vẫn sẽ còn tồn tại trong nhiều năm tới. Nhưng bây giờ không phải là lúc để hoài niệm và xót thương. Đội bóng cần thay đổi, cần một diện mạo mới, và nơi đó sẽ không có sự hiện diện của ngôi sao sinh năm 1990. Sẽ là một sai lầm lớn nếu cứ tiếp tục giữ chân thánh tôn, và chiến lược gia người Hà Lan cần phải mạnh tay vào mùa hè này nếu muốn đưa Man United trở lại với vị thế của mình. Hãy cùng chờ đợi những động thái tiếp theo của cựu thuyền trưởng Ajax cũng như Quỷ Đỏ. Liệu sẽ có một cuộc thay máu nào nơi khung gỗ của đội bóng, hay cổ động viên vẫn tiếp tục thấp thỏm lo âu khi David De Gea chấn giữ khung thành? Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.